tuổi già, bác sĩ cảnh báo xuất hiện dấu hiệu này khi đang ngủ, coi chừng nhồi máu não, đừng chủ quan. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Căn bệnh nhồi máu não là một trong những nguy cơ lớn nhất mà những người cao tuổi, đặc biệt là những người trên 60 tuổi thường phải đối mặt. Đối với người cao tuổi, đây không chỉ là một căn bệnh nguy hiểm, mà còn là một nỗi lo lắng sâu sắc về tương lai và cuộc sống sau này. Sự lo sợ trước nguy cơ mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân do các ảnh hưởng từ não bộ là điều không thể tránh khỏi. Các bác sĩ cho biết, nhồi máu não tuy vô cùng nguy hại nhưng không diễn ra âm thầm mà thường có 4 biểu hiện bất thường trong lúc ngủ. Nếu xảy ra, bạn cần hết sức cảnh giác và tìm cách thăm khám kịp thời. Sau đây, hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả khám phá xem đó là 4 dấu hiệu nào và bạn có đang gặp phải không nhé. Một cụ bà tên Nguyệt ở Nam Đàn đã có một trải nghiệm sức khỏe đáng nhớ và giờ đây trên kênh truyền hình Sức khỏe tuổi già cụ xin sẽ chia sẻ đến mọi người. Ở tuổi 78, thường ngày cụ Nguyệt chỉ ở nhà trông nom cháu phụ cho các con đi làm. Những tưởng ngày tháng tuổi già sẽ trôi qua một cách bình yên vì ai nhìn vào cụ cũng sẽ nghĩ rằng cụ sẽ sống rất thọ. Thế nhưng vài tuần gần đây, vào mỗi buổi tối cụ Nguyệt thường xuyên gặp phải tình trạng tê cứng tay chân khiến cụ thức giấc vào giữa đêm khuya, rồi lại khó vào lại giấc ngủ. Ban đầu, cụ chỉ cho rằng điều này xảy ra do cơ thể tuổi già hay mệt mỏi và ít vận động khiến máu lưu thông kém. Do đó, cụ bắt đầu cố gắng luyện tập thể dục vào buổi sáng và nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng tình trạng tê vẫn không thuyên giảm. Việc thiếu ngủ hàng đêm còn khiến cho bà thường xuyên cảm thấy đau đầu, ban ngày không tỉnh táo. Nỗi lo trong bà bắt đầu dấy lên khi nghĩ về những ngày tháng còn lại bên con cháu, cuối cụ quyết định đi khám bác sĩ. Quả thật, sau một loạt các kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ nói rằng cụ có nguy cơ bị nhồi máu não, đột quỵ rất cao nếu để tình trạng này tiếp tục diễn ra trong thời gian sắp tới. Và tình trạng tê tay chân trong lúc ngủ chính là một lời cảnh báo cho vấn đề sức khỏe này mà cụ đã phớt lờ đi. May mắn thay, bà đã phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ đã chỉ định cho bà một phác đồ điều trị phù hợp và bên cạnh đó còn đưa ra những hướng dẫn cụ thể để giúp cụ kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình. 4 dấu hiệu xuất hiện khi đang ngủ là cảnh báo dấu hiệu nhồi máu não. 1. Đau đầu. Chắc hẳn ít ai biết rằng vào thời gian buổi tối khi chúng ta đi ngủ, lúc này cơ thể đã ngừng hoạt động dẫn đến việc độ nhớt của máu trong cơ thể tăng lên. Và điều này sẽ làm tăng nguy cơ sự hình thành huyết khối và những khối máu đặc đó có thể gây tắc nghẽn mạch máu não ở người cao tuổi đấy các bạn ạ. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng nhồi máu não. Một căn bệnh nguy hiểm có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho não bộ của chúng ta khi về già và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng hoạt động của người bệnh. Dấu hiệu đầu tiên của sự tắc nghẽn mạch máu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Thế nhưng, tình trạng đau đầu dai dẳng, nhất là vào buổi sáng sau một đêm dài ngủ dậy, đó có thể là một tín hiệu cảnh báo cho bạn về việc máu không lưu thông đủ vào não. Vì thế khi xảy ra tình trạng đau đầu dai dẳng, bạn đừng vội bỏ qua dấu hiệu này nhé. 2. Tê tay chân. Cảm giác tê tay chân là một điều không mấy lạ lẫm với nhiều người cao tuổi. Nhưng đôi khi cảm giác này trở nên quá quen thuộc và thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là khi bạn chỉ bị tê một bên thì có thể đó là một dấu hiệu cho một căn bệnh nguy hiểm mà bạn lại không để tâm đến. Tê tay chân khi ngủ thường là biểu hiện cho sự cản trở trong việc máu lưu thông đến não của chúng ta trong quá trình ngủ. Và đặc biệt, nếu một bên của cơ thể của bạn thường xuyên bị tê khi nằm xuống, đây có thể là dấu hiệu rõ ràng của nguy cơ nhồi máu não ở người cao tuổi. Vì tình trạng này xảy ra sẽ làm giảm khả năng cung cấp dưỡng chất và oxy cho não từ đó gây ra những tác động tiêu cực đến chức năng của não bộ khi bạn về già. Hãy cảnh giác khi mỗi đêm bạn cảm thấy tê tay chân. Nếu đây là một hiện tượng thường xuyên và không được giải quyết, có thể đó là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đang âm thầm phát triển bên trong cơ thể bạn đấy ạ. 3. Chảy nước dãi một bên. Bạn biết không, khi nguy cơ nhồi máu não bắt đầu xuất hiện trong cơ thể chúng ta thì những biểu hiện ban đầu thường là sự mất đi sự phối hợp giữa cơ và thần kinh. Đáng chú ý nhất là sự khó chịu ở khoang hầu họng và cảm giác chảy nước miếng không thể kiểm soát được trong khi ngủ. Một khi căn bệnh dần tiến triển thì sự tác động của nhồi máu não càng trở nên rõ ràng và nghiêm trọng hơn. Liệt nửa người là một trong những biểu hiện xảy ra phổ biến nhất, khiến cho việc di chuyển và hoạt động hàng ngày của người cao tuổi trở nên vô cùng khó khăn. Và đôi khi, một nửa mặt của bạn cũng có thể bị liệt, điều này tạo ra sự mất cân bằng và gây ra khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động như nói chuyện hay nhai thức ăn hàng ngày.
Sự tổn thương mà nhồi máu não gây ra có thể không thể phục hồi hoàn toàn và ngoài ra có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời ngay khi nhận thấy những dấu hiệu ban đầu đấy ạ. 4. Lạnh tay chân. Khi mạch máu trong não của chúng ta gặp vấn đề, việc cung cấp oxy và dưỡng chất cho cơ thể trở nên không còn hiệu quả. Điều này dẫn đến việc lưu lượng máu cung cấp đến tay và chân sẽ giảm đi đáng kể, gây ra cảm giác lạnh lẽo trên tay chân, đặc biệt là trong những ngày mùa lạnh. Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng tay chân lạnh mỗi khi đêm đến, đặc biệt là dù đắp chăn mà vẫn khó giữ ấm cơ thể thì đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Bạn tuyệt đối đừng xem nhẹ điều này nhé, vì nó có thể là dấu hiệu của vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng ở người cao tuổi như nhồi máu não. Thực hiện các biện pháp đơn giản như giữ ấm cơ thể bằng cách sử dụng nhiều lớp áo ấm hoặc đắp thêm chăn có thể giúp bạn giảm đi cảm giác lạnh lẽo. Tuy nhiên, cũng đừng quên rằng hãy đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ nhồi máu não xảy ra và tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời là điều vô cùng cần thiết đấy ạ. Để tránh xảy ra nhồi máu não, bạn nên hạn chế làm 5 điều này vào ban đêm. Theo Wujia Niu, phó bác sĩ tại khoa não của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc và Tây y Nam Kinh đã chia sẻ rằng trong những giai đoạn chuyển mùa như thế này, những người cao tuổi sẽ thường gặp phải những vấn đề về sức khỏe đáng ngại liên quan đến mạch máu và động mạch. Đặc biệt là vào buổi tối, lúc này huyết áp của chúng ta giảm, máu lưu thông chậm lại, kết hợp với việc uống ít nước và ít hoạt động, nguy cơ mắc các bệnh về não như nhồi máu não sẽ càng tăng cao. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình, chúng ta cần hết sức cảnh giác và hạn chế làm 5 điều này vào ban đêm. 1. Thức khuya. Đầu tiên đó là thức khuya. Có phải khi càng về già bạn lại càng nhận thấy việc đi ngủ sớm trở nên khó khăn hơn và rất khó đi vào giấc ngủ? Theo một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy so với những người ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, những người cao tuổi ngủ khi ít hơn 6 tiếng mỗi đêm sẽ có nguy cơ nhồi máu não cao gấp 4 lần. Chúng ta cần nhớ rằng giấc ngủ không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội cho não bộ của chúng ta tái tạo và sửa chữa. Khi chúng ta ngủ, các tế bào não hoạt động để loại bỏ các độc tố tích tụ trong suốt ngày và tái tạo các kết nối não bộ quan trọng. Do đó, chất lượng giấc ngủ là điều vô cùng cần thiết. Việc thiếu ngủ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt nguy cơ nhồi máu não ở người cao tuổi. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo việc đi ngủ sớm bằng các liệu pháp hỗ trợ và cố gắng ngủ đủ giấc khi về già các bạn nhé. 2. Hút thuốc. Có một trong những yếu tố nguy cơ không được nhắc đến nhiều nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe não bộ của chúng ta, đó là nicotine. Đây là một thành phần chính có trong thuốc lá. Nicotine không chỉ gây hại cho lá phổi mà còn trực tiếp tác động vào thành mạch máu, gây tổn thương và làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối ở người cao tuổi. Những huyết khối này có thể gây tắc nghẽn mạch máu não, dẫn đến nguy cơ nhồi máu não và các biến chứng nguy hiểm khác. Ngoài ra, việc hút thuốc cũng ảnh hưởng đến các yếu tố nguy cơ khác liên quan đến bệnh tim mạch và mạch máu não ở người già, làm tăng huyết áp và nhịp tim, giảm lưu lượng máu và làm cứng các động mạch. Tất cả đều là yếu tố góp phần vào sự phát triển của các bệnh lý về tim mạch và não bộ vô cùng nguy hiểm. Vì thế nếu bạn vẫn còn giữ thói quen này khi về già thì hãy cố gắng bỏ đi từ từ các bạn nhé. 3. Uống rượu. Dù đã ngoài 60 nhưng vẫn còn một số người cao tuổi giữ thói quen uống rượu thường xuyên, nhất là ở nam giới. Thế nhưng bạn có biết rằng rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu não thông qua việc ảnh hưởng đến độ nhớt và chức năng đông máu của cơ thể? Cụ thể, rượu có thể làm giảm độ nhớt của máu, làm cho tơ máu trở nên mảnh hơn và dễ dàng đông lại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành huyết khối. Điều này sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của các mạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu và các biến chứng nguy hiểm khác khi về già. Ngoài ra, khi bạn uống rượu cũng có thể làm tăng huyết áp, đây một yếu tố nguy cơ lớn cho việc xảy ra nhồi máu não. Khi huyết áp tăng cao, cơ thể chịu áp lực lớn hơn trong việc đẩy máu đi qua các mạch máu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của huyết khối và các vấn đề về mạch máu. 4. Ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ. Theo Kai Hong Lin, giám đốc khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Liên minh trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Huyong, Trung Quốc, đã chỉ ra rằng việc chúng ta ưa thích ăn đồ chiên rán và hấp thụ quá nhiều chất béo bão hòa sẽ làm tăng mức cholesterol, khiến mạch máu bị thu hẹp lại và từ đó đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch ở người cao tuổi. Ngoài ra, tình trạng thừa cân béo phì dù đã ngoài 60 tuổi còn liên quan chặt chẽ đến các vấn đề sức khỏe như mỡ máu cao, tăng đường huyết và tăng huyết áp đấy các bạn a. 5. Uống đồ ngọt. Thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường sẽ làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể,
chuyển hóa lượng đường dư thừa thành chất béo trung tính, tăng độ nhất của máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu ở người cao tuổi. Nhưng có một tin vui cho chúng ta rằng khoảng 80% các ca đột quỵ, nhồi máu não có thể phòng ngừa được. Theo đó, dinh dưỡng khoa học sẽ góp phần ngăn ngừa bệnh hiệu quả. Mỗi ngày, chúng ta được khuyến khích uống khoảng 2 lít nước, nhưng liệu bạn đã biết đâu là những loại đồ uống tốt có thể giúp hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ xảy ra căn bệnh này chưa? Sau đây là 5 loại nước giúp phòng ngừa nguy cơ nhồi máu não ở người cao tuổi vô cùng hiệu quả mà bạn chớ nên bỏ qua. Người cao tuổi uống 5 loại nước này giúp phòng ngừa nguy cơ nhồi máu não. 1. Nước lọc. Nước lọc là một chất lỏng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nước lọc không chứa calo, carb, đường, caffeine. Uống đủ nước có thể giúp làm giảm huyết áp, lưu thông máu tốt và ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông. Do đó, uống đủ nước lọc có thể là một gợi ý tốt cho câu hỏi uống gì ngừa đột quỵ mà bạn nên tham khảo. Mỗi người nên uống 1.8-2.2 lít nước mỗi ngày tùy theo cân nặng và mức độ hoạt động, tập luyện. Nếu bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời nắng, đổ nhiều mồ hôi, dễ bị mất nước, thì nên tăng cường uống nước lọc để đảm bảo luôn cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. 2. Nước ép trái cây. Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Các chất dinh dưỡng này có thể giúp bảo vệ não và mạch máu khỏe mạnh, hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, bạn nên chọn uống các loại nước ép trái cây tươi không đường để tránh nạp quá nhiều đường vào cơ thể nhé. 3. Nước ép rau củ. Ngoài nước ép trái cây, bạn có thể uống gì để chống đột quỵ, hỗ trợ ngăn ngừa nhồi máu não xảy ra? Nước ép rau củ có thể là một gợi ý. Đây là loại nước ép giàu chất xơ và vitamin, khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Bạn có thể uống nước ép cần tây, nước ép dưa chuột, nước ép cải xoăn. 4. Trà xanh. Trong trà xanh có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ não khỏi tổn thương do gốc tự do. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy uống trà xanh có thể giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não. Trà xanh có chứa một hợp chất catechins giúp chống oxy hóa, chống viêm và chống đông máu. 5. Cà phê. Uống một lượng cà phê vừa đủ mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe não bộ của bạn và hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ não. Do trong cà phê có chứa acid chloroginic giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, một yếu tố có thể dẫn đến đột quỵ. Nếu bạn đang thắc mắc uống gì để chống đột quỵ thì có thể thử uống một cốc cà phê đen ít đường vào mỗi sáng. Lưu ý rằng chúng ta không nên uống cà phê vào buổi chiều tối để tránh nguy cơ bị mất ngủ, vì mất ngủ thường xuyên có thể gây mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể chúng ta khi về già. Trên đây là 4 dấu hiệu quan trọng thường xảy ra trong đêm mà cơ thể cảnh báo cho bạn về nguy cơ nhồi máu não. Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ này, vì căn bệnh nhồi máu não có thể gây ra rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe của người cao tuổi. Vậy nên, sau khi xem video này, chúng ta hãy chú ý và theo dõi các biểu hiện hàng ngày của cơ thể để bảo vệ sức khỏe của mình và ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này khi về già các bạn nhé. Bạn có bao giờ bất chợt cảm thấy chóng mặt, xoay vòng và thậm chí tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ đen khi đang đi trên đường hay không? Nếu có, điều đó có thể là dấu hiệu của việc bạn đang phải đối diện với nguy cơ thiếu máu não. Thiếu máu não không chỉ là một trong những bệnh lý phổ biến ở người trung niên và người cao tuổi, mà ngày còn càng trẻ hóa. Ở Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh thiếu máu não lên đến 80%, là con số đáng lo ngại. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh này có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Trong quá trình phòng tránh bệnh, việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng khoa học là một biện pháp quan trọng không thể thiếu. Nhiều người đã quan tâm đến việc bổ sung các loại trái cây tốt cho người mắc thiếu máu não vào khẩu phần ăn hàng ngày, với hy vọng làm cải thiện sức khỏe. Dưới đây là danh sách 3 loại quả mà bạn nên biết. Chúng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ tái phát của bệnh thiếu máu não. Hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả tìm hiểu đó là những loại trái cây quen thuộc nào. Ông Thanh năm nay đã 75 tuổi, quê ở An Giang, đã dành nhiều năm cuộc đời của mình làm việc vất vả, áp lực công việc và lối sống không lành mạnh, dần khiến sức khỏe của ông suy giảm. Một ngày, khi ông đang ở nhà một mình, ông bất ngờ bị đau đầu
và mất khả năng cử động một cách bình thường. Gia đình phát hiện ra ông bị đột quỵ và đưa ông đi cấp cứu ngay lập tức. Sau khi được chuyển đến bệnh viện, ông Thanh được chẩn đoán mắc căn bệnh thiếu máu não. Bác sĩ giải thích rằng sự tắc nghẽn hoặc chảy máu không đủ đến não đã gây ra tình trạng tổn thương nghiêm trọng cho một phần não của ông, dẫn đến những triệu chứng như mất khả năng cử động và nói chuyện. Tuy nhiên, ông đã may mắn khi được phát hiện kịp thời và nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời từ các chuyên gia. Quá trình điều trị và phục hồi, ông đã từng bước khôi phục lại một phần chức năng của mình. Trong quá trình điều trị, ông được các chuyên gia khuyên nên ăn 3 loại quả vàng sau đây có công dụng rất tuyệt vời trong việc cải thiện tuần hoàn máu não khi về già. 1. Quả lựu. Các bạn thân mến, lựu chính là trái cây bổ máu giúp cải thiện tuần hoàn máu não được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Trong những viên hạt đỏ rực của lựu chứa đựng một lượng lớn chất sắt và các loại vitamin quý như A, C và E đều là những yếu tố cần thiết để duy trì sức khỏe não và tuần hoàn máu. Sắt là một phần chính trong quá trình tạo ra hồng cầu, giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan bao gồm cả não. Vitamin A có tác dụng bảo vệ màng nhầy của não. Vitamin C hỗ trợ quá trình hấp thụ sắt và vitamin E có khả năng bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương oxy hóa. Do đó, việc tiêu thụ lựu thường xuyên được xem là một biện pháp hữu hiệu để giảm mức huyết áp cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng trong lựu có khả năng làm giãn nở tự nhiên các mạch máu, cải thiện lưu thông máu và làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Tiêu thụ lựu ở dạng nước ép, trái cây thô hoặc chất bổ sung đều có thể cải thiện lưu lượng máu và oxy hóa mô cơ. Đặc biệt có thể hỗ trợ những người có cường độ hoạt động cao. Một nghiên cứu ở 19 vận động viên đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ 1.000mg chiết xuất từ quả lựu 30 phút trước khi tập luyện có thể làm tăng lưu lượng máu, đường kính mạch máu và hiệu suất trong việc tập thể dục. Từ đó giúp giảm đau nhức, tổn thương cơ và viêm cơ. 2. Tỏi. Trả lời cho câu hỏi cần nên ăn gì để giúp tăng lưu thông máu. Câu trả lời đó chính là nên ăn tỏi. Trong tín ngưỡng tâm linh từ xưa đến nay, người ta quan niệm rằng sử dụng tỏi có thể xua đuổi được ma quỷ. Tuy nhiên, thực tế loại gia vị này còn có nhiều hữu dụng đối với sức khỏe của chúng ta. Trong tỏi có chứa một hợp chất lưu huỳnh được gọi là allicin, giúp thư giãn các mạch máu căng thẳng trong cơ thể. Các nghiên cứu đã cho thấy những người áp dụng chế độ ăn nhiều tỏi dường như máu lưu thông hiệu quả hơn. Điều này giúp tim giảm bớt gánh nặng để làm việc hiệu quả hơn khi vận chuyển máu đến khắp mọi nơi trong cơ thể, đồng thời làm giảm mức huyết áp. Tỏi được biết đến với nhiều tác động có lợi đối với hệ tuần hoàn và sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi bao gồm allicin có thể làm tăng lưu lượng máu và hạ huyết áp. Trong một nghiên cứu ở 42 người mắc bệnh động mạch vành, những người uống viên bột tỏi chứa 1.200mg allicin 2 lần mỗi ngày trong 3 tháng đã cải thiện 50% lưu lượng máu qua động mạch, cánh tay so với người không sử dụng tỏi. 3. Táo. Táo được biết đến là một loại trái cây giàu vitamin C, sắt và chất xơ, có tác dụng duy trì lượng hồng cầu, giảm cholesterol trong máu, nhờ đó điều trị chứng thiếu máu não hiệu quả. Không chỉ vậy, trong táo còn chứa flavonoid, là chất chuyển hóa trung gian của thực vật. Đây là một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư, hạ huyết áp. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên sử dụng flavonoid có nguy cơ bị đột quỵ ít hơn 20% so với người không dùng. Do vậy, chúng ta nên thường xuyên ăn táo hoặc uống nước ép táo để tăng cường sức đề kháng và cải thiện hệ tuần hoàn máu não. Nước ép táo cũng là loại thức uống rất thơm ngon vào những ngày hè nắng nóng. Ngoài ra, táo cũng là nguồn cung cấp kali và chất xơ tự nhiên. Đây là hai thành phần quan trọng giúp cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi. Việc ăn táo thường xuyên có thể giúp giãn nở các mạch máu và giảm áp lực lên huyết áp,
từ đó cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ các biến chứng liên quan đến thiếu máu não. Còn bạn hay ăn những loại quả hay trái cây nào? Hãy để lại chia sẻ cho chương trình được biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Bên cạnh những loại quả tốt cho người thiếu máu não, chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến cách ăn trái cây khoa học. Bởi cho dù thực phẩm có tốt đến đâu, nhưng nếu ăn không đúng cách cũng đều gây ra phản tác dụng điển hình. 1. Ăn hoa quả chín mùi. Đa số các loại trái cây như chuối, măng cụt, mít, sầu riêng đều có hương vị ngon nhất khi chúng được chín đúng độ. Tuy nhiên, có một số loại trái cây khác thì sẽ ăn ngon khi chưa chín rục. Một số loại trái cây nếu quá chín sẽ xuất hiện mùi sụ, thì rất có thể thành phần dinh dưỡng của nó đã bị biến đổi. Ngoài ra, những ai đang bị đái tháo đường thì chỉ nên ăn trái cây ít ngọt và chín vừa. 2. Ăn hoa quả tươi. Với trái cây vừa mua được và ăn liền ngay sau đó sẽ rất tốt, bởi cơ thể có thể bổ sung đầy đủ chất, các loại vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không nên lạm dụng việc gọt sẵn trái cây và bảo quản trong tủ lạnh. Khi để trái cây càng lâu thì quá trình oxy hóa và nhiễm khuẩn trái cây sẽ diễn ra càng nhanh hơn. 3. Ăn trái cây theo mùa. Nước ta có 4 mùa, đặc biệt tại miền Nam, hiện tượng khí hậu này lại rõ nét nhất. Ngoài những loại trái cây có thể ăn quanh năm như chuối, đu đủ, mãng cầu, thì mỗi mùa bạn nên ăn thêm bơ, bưởi, vải, xoài, sầu riêng. Đặc biệt nên chọn ăn loại quả phù hợp với sức khỏe, như bạn đang bị nóng trong người thì cần bổ sung nhiều cam, quýt, dưa hấu chẳng hạn. Các triệu chứng phát hiện sớm căn bệnh thiếu máu não ở người già. Bệnh thiếu máu não khi phát hiện ở giai đoạn đầu có thể chữa trị dứt điểm, đặc biệt khi chúng ta kịp thời điều chỉnh chế độ ăn uống. Vì thế, việc để ý những biểu hiện này để kiểm soát căn bệnh kịp thời là vô cùng quan trọng. Thông thường, thiếu máu não sẽ thường xuất hiện các triệu chứng sớm như 1. Đau đầu. Bệnh thiếu máu não ở người già có thể gây ra nhiều triệu chứng, trong đó triệu chứng đau đầu thường diễn ra phổ biến, chiếm khoảng 90%. Mức độ đau đầu ở mỗi người bệnh có thể khác nhau, liên quan đến cường độ và thời gian xuất hiện cơn thiếu máu não. Ở giai đoạn đầu, những cơn đau đầu mức độ nhẹ, thoáng qua, có thể nhói lên tại một vùng cố định, khiến cho người bệnh nhầm lẫn với bệnh lý thông thường. Khi bệnh thiếu máu não diễn ra nghiêm trọng, người bệnh phải đối mặt với cơn đau đầu tăng nặng, lan dần khắp đầu, đặc biệt là khi căng thẳng, mệt mỏi. Tình trạng đau đầu xảy ra thường xuyên hơn nếu chúng ta đột ngột di chuyển, tâm lý căng thẳng, suy nghĩ nhiều hoặc khi vừa ngủ dậy. 2. Hoa mắt, ù tai, chóng mặt. Đặc điểm phân biệt là người bệnh sẽ bị ù tai kể cả khi ngồi trong phòng hoặc ở không gian không có gió, yên tĩnh. Cảm giác hoa mắt khiến cho người bệnh không thể đứng vững. Khi cơn choáng váng xảy ra, người bệnh phải dựa vào tường để giữ thăng bằng hoặc có thể ngã nếu không tìm được chỗ. 3. Rối loạn giấc ngủ. Rối loạn giấc ngủ là một vấn đề nghiêm trọng và thường gặp ở những người già bị thiếu máu não. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn đe dọa tới tinh thần và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Rối loạn giấc ngủ thường bao gồm một loạt các triệu chứng như khó ngủ, ngủ không sâu và dễ tỉnh giữa giấc, cùng với những cơn ác mộng liên tục. Tuy nhiên, hậu quả của rối loạn giấc ngủ không chỉ dừng lại ở mặt thể chất, sức khỏe tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với ít giấc ngủ và cảm giác mệt mỏi liên tục, sẽ thường cảm thấy cáu kỉnh, dễ bực tức và mất kiểm soát về cảm xúc. 4. Tê bì chân tay. Bệnh thiếu máu não thường phải đối mặt với những cảm giác tê bì lan tỏa từ đầu ngón tay đến chân do máu không lưu thông đều đặn đến các khu vực này. Cảm giác tê ngứa như kiến bò vẫn còn đeo bám, gây ra sự khó chịu và làm mất đi sự tự chủ. Đáng chú ý là triệu chứng này có thể bắt đầu bất cứ lúc nào trong ngày, không phân biệt giữa đêm và ban ngày, tạo ra sự phiền toái không mong muốn. Hơn nữa, tê bì không chỉ là vấn đề duy nhất mà những người bệnh phải đối diện, cùng với nó là những cơn đau dọc theo xương sườn, vai gáy và cảm giác lạnh ở sống lưng, khiến cho mọi hoạt động hàng ngày trở nên khó khăn và mệt mỏi hơn bao giờ hết. 5. Cơ thể mệt mỏi, suy giảm trí nhớ.
Việc tế bào não thiếu năng lượng để hoạt động một cách đều đặn thường dẫn đến sự gia tăng quá trình lão hóa, đồng thời làm giảm hiệu suất và chức năng của bộ não. Trong hàng loạt các biến đổi này, chứng suy giảm trí nhớ thường là điều đầu tiên và nghiêm trọng nhất xuất hiện, khiến dần mất khả năng nhớ và ghi nhận thông tin. Người bệnh thiếu máu não không nên ăn gì? Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong quá trình điều trị bệnh thiếu máu não. Bên cạnh việc bổ sung các thực phẩm tốt cho não bộ, chúng ta cũng cần nắm được bệnh thiếu máu não không nên ăn gì để duy trì và cải thiện sức khỏe một cách tốt nhất. 1. Thức ăn nhanh. Thực phẩm ăn nhanh thường chứa một lượng cholesterol cao, góp phần tăng nguy cơ mắc bệnh mỡ máu và xơ vữa động mạch, đặc biệt là khiến sự lưu thông máu đến não bị giảm sút. Những món ăn này thường giàu dầu mỡ, chất béo không lành mạnh và thường được chế biến bằng các phương pháp nhiệt độ cao như chiên nướng, làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề tiêu hóa, gan mật, dạ dày và tim mạch. Việc ăn các loại đồ ăn nhanh thường xuyên không chỉ tăng cơ hội mắc các bệnh lý nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Cholesterol cao có thể dẫn đến sự tích tụ chất béo trong thành mạch, gây ra tắc nghẽn và xơ vữa động mạch, làm giảm sự linh hoạt của hệ thống tuần hoàn máu và làm suy giảm khả năng cung cấp dưỡng chất đến não. Sự tích tụ của chất béo trong cơ thể cũng có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của các bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim mạch. 2. Thực phẩm đóng hộp. Trong thực phẩm đóng hộp và đồ ăn chế biến sẵn, thường chứa lượng muối cao và nhiều chất bảo quản không lành mạnh, có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe như tăng huyết áp, đường máu và gây tổn thương cho các cơ quan quan trọng như tim mạch, gan và thận. Vì vậy, người bị thiếu máu não cần tránh tiêu thụ những loại thực phẩm này trong chế độ ăn hàng ngày. Muối là một trong những yếu tố gây ra tăng huyết áp, và việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Mặc dù muối là một thành phần cần thiết cho cơ thể, nhưng lượng muối quá mức có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp, đặc biệt là đối với những người bị thiếu máu não. Để duy trì sức khỏe tốt nhất, người bệnh cần hạn chế lượng muối ăn hàng ngày dưới 6 gram, tương đương với khoảng 1 thìa cà phê muối. 3. Rượu bia, đồ uống có cồn. Các chuyên gia cảnh báo rằng người bị thiếu máu não cần tránh lạm dụng rượu bia và các đồ uống chứa cồn vì có thể gây tổn thương cho sức khỏe. Việc tiêu thụ quá nhiều cồn có thể dẫn đến nhiều vấn đề như tăng cân, tăng huyết áp và nhịp tim không đều. Tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến thiếu máu não, bao gồm cả đột quỵ và thiếu máu não cục bộ. Thay vào đó, một lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe não bộ là duy trì thói quen uống trà thảo mộc. Trà thảo mộc không chỉ giúp cải thiện sức khỏe toàn diện mà còn có tác động tích cực đối với hệ thần kinh và giấc ngủ. Các loại trà như trà nhài, trà hoa cúc và trà artichoke được biết đến với khả năng giúp thư giãn tinh thần, làm dịu cơ thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt, các thành phần tự nhiên trong trà thảo mộc có thể hỗ trợ tuần hoàn máu và cải thiện chức năng não bộ, giúp người bị thiếu máu não cảm thấy sảng khoái và tinh thần minh mẫn hơn trong cuộc sống hàng ngày. 4. Đồ ăn nhiều đường. Thức ăn nhiều đường không chỉ tăng nguy cơ thừa cân béo phì mà còn là nguyên nhân gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe nguy hiểm như tăng huyết áp, tiểu đường và xơ vữa động mạch. Những bệnh lý này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể mà còn gây ra những biến chứng lớn như hẹp van tim, hở van tim, tăng nguy cơ mắc bệnh thiếu máu não. Thay vì tiêu thụ đường hóa học, một lựa chọn thay thế tốt hơn cho chúng ta là sử dụng đường tự nhiên có trong các loại trái cây và nước ép. Các loại đường tự nhiên này không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường fructose có trong các loại trái cây ngọt cũng có thể gây hại cho gan nếu không được sử dụng một cách cân đối và phù hợp. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và cải thiện căn bệnh thiếu máu não ở người cao tuổi. Việc bổ sung các loại hoa quả, đặc biệt là ba loại quả vàng như đã được chia sẻ ở trên, sẽ giúp chúng ta mang lại được nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi.
Những loại thực phẩm này không chỉ giàu sắt mà còn cung cấp các vi khoáng cần thiết khác cho cơ thể, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu và tăng cường sức khỏe tổng thể. Điều này không chỉ là phương pháp tự nhiên để phòng tránh tốt cho các căn bệnh thường gặp ở người già, mà còn là cách thức giúp chúng ta sống lành mạnh, cân bằng hơn, từ đó nâng cao tuổi thọ và sống an vui hơn mỗi ngày. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.